Nó đúng không?
chắc chỉ có có mà má anh hỏi tại vì trong bao nhiêu tiền có chắc chắn chắc chắn là có 100%. Ừ, anh xui mà. Trời, anh xui. Em nói anh xui nó 100%. Anh xui tức nghĩa là đó, có thể có được hay không? Anh xui là con bự. Ừ, nhưng mà nó luôn sẽ có. Ừ. Rồi, ok. Em kìa chờ từ 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 anh mạng cuối. Mạng cuối còn lượng đâu. Thank you.
Thank you.